Có một số cô bác hỏi con lắc cảm xạ đo có chính xác không? Hỏi anh em nhà sàn Thái Nguyên, con lắc cảm xạ có chính xác hay không? Anh em nhà sàn Thái Nguyên không phải là nhà cảm xạ, cũng không phải là nhà phong thủy nên cũng không biết trả lời như thế nào. Và con lắc cảm xạ có đúng hay không? Con lắc cảm xạ thì theo anh em nhà sàn Thái Nguyên thì đúng với những người biết đo, mà không đúng đối với những người không biết lo. Anh em chỉ biết những con lắc anh em nhà sàn Thái Nguyên làm ra từ những viên đá thô thật. Như đây là con lắc cảm xạ thạch anh tím vừa đo mà vừa đeo. Đây các bạn đã thôn. Còn đây là những con lắc bằng đá thanh hồng. Anh em sẽ lấy hai con lắc, một cái lai màu trắng và một cái màu hồng, đi so những cục đá thô anh em làm ra các bạn này. Đây, những cục đá thô các anh em lấy đi và làm ra những con lắc bằng đá thanh thật. Còn đo có chính xác hay không, đấy là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn biết cách đúng thì đo đúng, mà biết cách mà không biết đo thì đo sai. Nên đúng cũng đúng mà sai cũng sai các bạn. Đây, những cục đá thanh hồng anh em sẽ lựa những cục nào mà hồng hồng đẹp đẹp thì anh em sẽ đi làm con lắc. Còn những cục nào mà đây còn lại trắng này các bạn này, đây trắng này. Những cục đá thô lựa chọn và đi làm những con lắc cảm xạ. Con lắc cảm xạ thì được các cô các bác sử dụng, các bạn sử dụng để đo chỉ số bo vít của đất hay tìm đồ vật hay đi mua bất động sản. Các bạn cứ hay hỏi có mua được hay không, hay đo tại vị trí đấy năng lượng bao nhiêu, tìm vật, tìm mô mà, nói chung là ứng dụng nhiều. Hay các bạn trẻ thì sử dụng để bói bài toilet gì đi. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em nhà sàn Thái Nguyên. Anh em cũng nói trước là anh em không phải là nhà phong thủy, chỉ là những người thợ chế tác ra những cái chiếc linh vật, những vật phẩm phong thủy thôi, chứ không phải nhà phong thủy. Anh em nhà thật thì xin chào và hẹn gặp lại.